Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh máy Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm hai cái web đến từ nền tảng là Layer 3 Bounty nha các bạn. Thì với hai cái web này thì có một cái web đó là testnet ở bên mạng lưới Polygon testnet. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm hai cái web này nha. Thì cái web đây thì cái web testnet là chúng ta là sử dụng tài sản testnet thôi nha. Thì chúng ta làm xong thì chúng ta vào đây query để nhận được cái điểm kinh nghiệm hoặc là cái huy hiệu mà họ đã cho. Ok, thì để tham gia vào hai cái web này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Thì sau đó thì các bạn sẽ thấy được hai cái web, đó là web trading skill on testnet nha. Với lại là cái web thứ hai đó là cái web là community skin này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là làm cái web đó là trading skill on testnet. Thì đối với cái web này thì các bạn nhấn vào, thì trong cái web này nó sẽ có 3 mục nha, nó sẽ có 3 mục. Thì đây là merge nha. Thì đây là một cái dự án merge đang là sử dụng testnet thôi. Thì trong đây nó sẽ có 3 mục. Thì đối với cái mục đầu tiên thì nó yêu cầu các bạn là hold matic ở bên mạng lưới testnet ở trên ví của các bạn nha. Thì ở phần này thì các bạn chỉ cần là bạn nào mà fail kẹt á nha, các bạn qua cái đường link fail kẹt này, failkẹt.polygon.economy này. Rồi các bạn là copy cái địa chỉ ví của các bạn thôi, rồi các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây, rồi các bạn submit nha. Rồi các bạn fail kẹt một số matic testnet để chúng ta tham gia vào cái testnet của họ thôi nha. Này, rồi các bạn submit thôi. Ok, thì sau đó các bạn nhấn nút là confirm nha. Thì tại vì mình đang có testnet, mình đang có sẵn rồi cho nên là nó không cho mình fail kẹt nữa. Bạn nào mà chưa có matic thì nó sẽ cho các bạn fail kẹt thôi nha. Tại vì mình đủ gas rồi. Ok, thì sau đó các bạn quay trở lại đây, các bạn query thôi. Sau khi query xong thì các bạn qua cái mục thứ hai, thì cái mục thứ hai đó là cái mục là Lien Ear. Thì cái mục thứ hai là mục Lien Ear, thì các bạn vào đây các bạn trả lời câu hỏi thôi là xong nha. Mục đây là mục trả lời câu hỏi thôi. Thì sau đó thì tiếp tục là mục thứ ba. Cái mục thứ ba đó là mục là chúng ta là tham gia vào trading testnet ở bên mạng lưới Polygon testnet nha các bạn. Thì mục thứ ba đây là cái mục đó là đầu tiên phải yêu cầu chúng ta là mở một một cái lệnh long ở trên cái sàn Dex Merge Protocol này. Ok, thì ở phần này thì về cái testnet Mumbai á, đúng rồi, bạn nào mà chưa thêm cái mạng lưới matic testnet vào ví của các bạn ấy thì các bạn vào chainlist.org nha. Còn bạn nào mà đã thêm cái mạng lưới Mumbai rồi thì thôi, còn bạn nào mà chưa thêm á thì các bạn có thể là vào chainlist.org, các bạn search ra cho mình là Mumbai thì nó sẽ ra cái mạng lưới là matic Mumbai thôi nha. Các bạn tích vào cái ô đó là testnet này nè nha, hiện ra đó là cái mạng lưới là Mumbai của mạng lưới Matic Testnet đó. Các bạn thêm vào cái ví của các bạn nha. Thì trên ví MetaMask của các bạn cũng chuyển đổi sang cái mạng lưới Mumbai Matic Testnet luôn giống mình nha. Còn bạn nào mà chưa fail kẹt thì có thể là quay trở lại đây, các bạn fail kẹt giúp mình nha. Mình sẽ dặn lại cái link này dưới phần mô tả video cho mọi người. Thì đây là Testnet thôi cho nên là các bạn cứ tham gia thoải mái thôi. Ok, thì đối với trong cái mục thứ ba này thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta đó là mở một cái lệnh long ở trên sàn Dex Protocol. Ok, thì ở phần này thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút Start thôi. Nó sẽ dẫn các bạn đến cái sàn Dex của Merge Network này. Thì trên sàn Dex của Merge Network này các bạn connect wallet của các bạn nha. Các bạn nhấn vào nút là connect này. Sau đó các bạn chọn MetaMask. Các bạn connect với lại cái ví MetaMask ở bên mạng lưới Mumbai Testnet với mình. Mạng lưới Matic Testnet nha. Ok, thì sau khi các bạn connect xong thì cái giao diện như nó sẽ như thế này. Thì đây là một sàn Dex đã làm về đòn bẩy thôi các bạn nha. Làm chúng ta là đặt lệnh future á. Ok, sau đó thì chúng ta là dùng một cái lệnh long cái cặp này như là cặp matic thôi. Ok, thì các bạn giữ nguyên matic luôn nha. Thì ở đây thì yêu cầu chúng ta đặt một lệnh long. Thì ở đây thì lệnh long thì các bạn trên ví của các bạn đang có bao nhiêu á, thì ở phần này thì các bạn chọn chọn cho mình đó là lệnh long giúp mình. Ok, các bạn chọn cho mình là lệnh long. Sau đó thì ở phần order time này thì các bạn chọn cho mình cái lệnh đó là lệnh market, các bạn giữ nguyên giúp mình nha, cái lệnh market. Thì ở phần long này thì trên ví của các bạn đang có bao nhiêu matic á thì nó sẽ hiện đây thôi nha. Thì đây là matic testnet mà các bạn đã fail kẹt được ấy nha. Ok, sau đó thì các bạn điền lại số lượng các bạn muốn mở lệnh long thôi. Ở đây các bạn điền lại số lượng không khoảng không phẩy mấy thôi nha. Cái này ở các bạn điền 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 ở phía bên dưới giúp mình nha. Các bạn điền ở phía bên dưới này giúp mình nha. Đó là khoảng là 0,1 thôi nha.
Ok, thì còn đòn bẩy các bạn muốn sử dụng đòn bẩy bao nhiêu ít thì các bạn có thể là giữ nguyên cũng được nha. Rồi các bạn nhấn nút là Long Matic. Sau đó các bạn nhấn click vào Confirm Long Matic. Sau đó các bạn xác thực ở trên ví MetaMask của các bạn thôi. Ok, thì sau khi các bạn đã mở lệnh long rồi thì cái lệnh của các bạn nó sẽ hiện ở phía bên dưới này nha. Ở bên cái mục này này, mục lệnh của các bạn này nha. Thì sau đó thì các bạn có thể là quay trở lại đây, các bạn nhấn nút là verify, các bạn quay trở lại cái nền tảng Layer 3, các bạn nhấn nút là verify. Ok, như vậy là xong. Và tiếp theo đó thì nó yêu cầu cái nhiệm vụ thứ hai đó là nó yêu cầu chúng ta là mở một cái lệnh short, với lại là chúng ta là mở một cái lệnh short ở là lệnh limit nha. Thì ở đây thì các bạn chỉ cần là quay trở lại cái nền tảng của họ thôi. Sau đó thì các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục sell short này nha, mục sell short này, các bạn chọn qua sell short. Và nếu yêu cầu chúng ta đó là chọn là lệnh limit thì các bạn chọn chỗ phần là order time này này, các bạn nhấn vào rồi các bạn chỉnh cho mình, các bạn chọn lại cho mình đó là limit nha. Đấy. Thì sau đó các bạn điền lại số lượng matic các bạn muốn thực hiện lệnh của các bạn thôi. Khoảng là 0,1 thôi nha. Sau đó thì đòn bẩy thì các bạn cứ giữ nguyên cũng được. Sau đó thì các bạn nhấn nút là short matic. Rồi các bạn nhấn nút là confirm short matic. Sau đó các bạn xác thực ở trên ví thôi. Ok. Nếu mà cái lệnh của các bạn bị fail á các bạn. Nếu mà cái lệnh của các bạn bị fail á thì các bạn có thể chỉnh lại nha. Các bạn có thể là chỉnh lại là chỗ limit for right này nha. Chỗ giá mà tích của các bạn ấy thì các bạn chỉnh lên cho mình, đó là chỉnh lên là 2 đô nha. Đấy. Còn ở dưới thì các bạn giữ nguyên thôi nha. Sau đó các bạn nhấn nút là short mà tích. Confirm này, rồi các bạn xác thực rơi quý lại thôi là được nha. Hồi nãy mình quên chỉnh là cái giá limit. Ok, được rồi, confirm này. Thì sau khi cái lệnh limit của các bạn thành công xong thì nó sẽ hiện ra chỗ cái phần là open order này nhá, cái lệnh của bạn ở bên đây nè, cái lệnh limit của các bạn nó sẽ hiện ở bên đây nè. Ok, thì sau khi các bạn đặt lệnh xong thì các bạn quay trở lại ở cái nền tảng layer 3, các bạn nhấn nút là verify là xong thôi. Ok, và cái nhiệm vụ thứ ba đó là nhiệm vụ đóng vị thế. Thì ok, thì ở phần đóng vị thế này thì các bạn chỉ cần là quay trở lại thôi nhá. Ở phần đóng vị thế thì các bạn chọn qua cái mục mà hồi nãy chúng ta là đặt lệnh market này này, cái lệnh long á, ở mục là position này này. Các bạn nhấn vào nút khen nha, các bạn nhấn vào nút khen đấy, rồi các bạn xác thực ở trên ví thôi là xong, là giờ chúng ta là đóng cái lệnh của chúng ta lại. Cái xác thực ở trên ví nè. Ok, còn phim nhé, thì cũng tương tự như là ở bên là open order, cái lệnh của các bạn đang đặt lệnh limit á thì các bạn có thể là nhấn vào nút khen luôn nha, yes cancel này. Rồi các bạn xác thực ở trên ví MetaMask thôi là xong. Thì sau đó các bạn quay trở lại cái nền tảng Layer 3, các bạn nhấn nút là verify thôi. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong. Sau đó các bạn nhấn nút là commit. Ok, thì đây là cái nhiệm vụ là chúng ta đã xong nha. Đã xong rồi. Thì cái web thứ hai, thì cái web tiếp theo đó là cái web là Community Skin này. Thì các bạn nhấn vào. Thì trong cái web này các bạn sẽ nhận được một cái huy hiệu nha. Thì đây là cái huy hiệu là Community Skin này nha, cái hiệu đây này. Achievement là reward, có nghĩa là cái huy hiệu nha. Thì trong phần này thì các bạn chỉ cần nhấn vào thôi. Đó, thì cái nhiệm vụ ở trong đây nó cũng khá là dễ, cái web này cũng khá là dễ. Chúng ta các bạn chỉ là do Discord với lại là ấy thôi. Thì ở phần này thì nó yêu cầu các bạn là connect với lại Discord với Layer 3, thì các bạn thì cái này thì chúng ta đã connect hết rồi, các bạn chỉ cần nhấn vào nút là verify thôi. Ok. Phần này là nó yêu cầu join Discord thì các bạn chỉ cần là join thôi. Bạn nào mà chưa join Discord của Layer 3 thì các bạn nhấn vào nút Start này nhá, rồi các bạn join thôi. Còn bạn nào mà đã join rồi thì thôi, các bạn chỉ cần nhấn vào nút là verify thôi là xong nhá. Còn bạn nào chưa join thì các bạn join rồi, các bạn quay trở lại đây, các bạn nhấn vào nút verify là xong. Tiếp theo đó là trả lời câu hỏi, thì các bạn nhấn vào nút là Start with nha. Chọn sai thì chọn là chọn lại thôi. Ok, sau đó các bạn nhấn vào nút Complex.
Ok, và tiếp theo đó thì cái mục tiếp theo các bạn có thể là nhấn vào tiếp theo luôn, đó là Next Channel nè, cái nghĩa là cái mục tiếp theo đó là một Time Fill Back, các bạn nhấn vào. Hoặc là các bạn có thể là nhấn vào cái phần quét này nè, rồi các bạn nhấn lại cái quét đó nha. Cái quét đó thì nó sẽ hiện ra, các bạn chọn ra cho mình cái mục, cái mục Fill Back này, cái mục tiếp theo này. Thì cái mục tiếp theo này nó cũng trả lời câu hỏi thôi, các bạn nhấn vào Start Poll. Rồi các bạn trả lời thôi nha. Thì đây trả lời câu hỏi về cái layer 3 của họ thôi, thì các bạn có thể là chọn là đánh giá tốt với nó thôi nha. Còn này là community web 3 này. Nó hỏi là cộng đồng tốt nhất trong web 3 là gì? Thì cái này các bạn trả lời đại thôi các bạn nhé. Các bạn trả lời đại thôi. Các bạn ghi lại tên của nó luôn cũng được nữa nhé. Đấy, layer 3, sau đó các bạn nhấn nút là next question. Thì cái này các bạn có thể là ghi thì không có câu hỏi gì nhé, các bạn có thể là dịch ra. Tôi không có đề xuất đấy. Sau đó các bạn dán vào đây thôi, rồi nhấn vào nút Homeless là xong thôi. Ok, sau đó các bạn nhấn nút là Homeless. Ok, thì sau khi các bạn Homeless xong thì các bạn sẽ nhận được là cái hiệu này nhé, cái hiệu đây này, Stain Logo lớp này, Unlocker này nhé. Thì về cái hiệu, đó các bạn có thể là kiểm tra trong là profile của các bạn này nhé. Các bạn có thể là qua profile của bạn, các bạn kiểm tra. Tại mạng như này nó bị lắc rồi các bạn. Cái hiệu này nhé, ở phần web là Anchilament này, các bạn sẽ thấy cái hiệu mà chúng ta vừa làm này, Stay in the Loop này nhé. Đây, ok, thì đó là hai web. Thì còn những cái web khác thì các bạn có thể là xem những cái web nào mà dễ thì các bạn có thể làm nha. Thì hiện tại nó cũng có nhiều những cái web dễ dễ nha, chẳng hạn như là web là bên Arbitrum này nhé, GMX với lại Trisudao này, cũng đơn giản thôi. Còn về cái web gì Livit Stack này thì chúng ta cần phải Stack ETH các bạn ạ. Này bỏ qua đi. Bay GLB thôi, đấy. Bay Magic thôi. Cái này là bên cái web bên Arbitrum. Bạn nào làm thì có thể vào làm nhé. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào hai cái web trên cái nền tảng Layer 3 Bounty. Thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.